luôn. Hai thứ. À, bữa nay không có anh yên nhà, xíu qua hái giùm. Dây điện này của nhà ở phía sau hè mà nó thấp quá nè, ngay tay luôn, thấy sợ không? Bữa nay anh yên đi đâu đóng cửa mà? À, lắp camera cho khách hả? Cây này nè, mình hái cây này là trụng nóng. Phải dừng rớt ở đầu nha. Thôi, một cái. Cho nó rớt rồi, phải đây đừng rớt bắt năm. Cẩn thận nha mẹ. Rồi xúc cái cây ở lại rồi. Chọc lên. Xay á, em xay xay á. Không được luôn. Ờ. Sợ xíu đầu rớt xuống đầu lo dòm. Đúng rồi, ngay giữa. Ừ. Đẩy ngay giữa đó em, ừ, ngay cái cây giữa. Ừ. Rồi, bóng năm bánh trái rồi. Cẩn thận nghe, cẩn thận nghe, rớt xuống gãy răng nghe. Xuyến ơi, răng mắt Xuyến ơi. Nhiều lắm rồi. Trộn mắm gì hết. Nãy giờ 5-6 trái. Nhiều hả mẹ? Ừ. Ở đây cũng hên là rớt xuống cát á, nó mới không bị bể. Với lại cái cây này nó thọc lên nó không có bị chày nè. Ừ. Lấy cây đâu nhà đâu cái. Mấy này không biết có chín hồn được không nữa. À, phải xanh mới được hả mẹ? Mẹ à, cái này hơi nghi vậy. Vậy thọc cái trái cao hơn á. Trái bên dưới nó già. Dẹp cái cây này đây đi. Tại vì nó bự á, xíu rớt xuống nó bể á xíu. Thôi để anh leo mà không được, cái này leo gãy cây. Cái cây này hồi kia nó ở trước nhà mình mà mất mình xanh. Cái cây này leo gãy không? Là không gãy còn leo. Cây chắc gãy quá. Cái thân này nó mềm lắm. À, xuyến hái bên cây nhỏ hả? Tưởng cây bự này. Được rồi. Người ta bán cũng có nhỏ gì nè, dạ. Sơn ra đủ kiểu. Phép nhỏ rồi không? Hết rồi thôi. Mẹ kêu điên cổ cái cây đó gịch vô để mốt đưa ra ngoài thì sao thọc không rớt ngoài hết mới mốt nó cao đâu con gịch gịch nhẹ nhẹ vô khi nó xả vô được không. Câu vậy cột vô cái hàng rào đây nè nè, vậy là đẹp nè. Ôi ơi đủ vậy là quá sang rồi nè, dạ. Dễ thương chưa. Rồi xong vô thấy sót hả, rớt sót kìa. Quá trời luôn. Vỏ luôn rồi. Ở dưới sàn có một cái nhỏ mình bỏ đi. Cái này sao trên trời thì mốt sợ. Nhiều máy thì của người ta là sao vậy hết. Để xin bắt Năm. Năm ơi. Có cái bắp chuối này cho nghe. Ừ. Rồi hái à. Đây còn hai vậy. Cái chuyện rớt bánh nha, nắm chặt. Ây da. Cảm ơn nghe chị Năm ơi. Được cái bắp chuối nè ha. Này mẹ mua trước 1-2 hôm rồi ha. Tại vì mình phải mua trước 1-2 hôm mới có bông đẹp. Cận Tết thì sẽ không có bông để mình lựa đó. Nhưng mà mình về mình vẫn phải ngâm chân vô nước đó. À, tới ngày cận Tết mình mới đem ra chưng. À, chưng sớm sợ nó héo. Bỏ chung bó gì nó khó héo hơn hả mẹ? Tại vì ở phòng thờ mình có đốt nhang. À dạ. Chứ mình tước cái lá ra đó để mình chưng cho đẹp đó, thì nó sẽ nhanh nhanh xấu hơn. Rồi bữa nay là mình chưng bông với chưng trái cây cho bàn thờ hả mẹ? Thường mỗi năm là làm cùng lúc. À, ba thì dọn dẹp bàn thờ, lư hương. À, nay không có ba nên là xuyến làm sớm trước 1-2 hôm rồi. Bữa nay mẹ mới chưng bông với trái cây. À, đang chưng bông thì xuyến có khách rồi. Bữa nay xuyến bán đắt hàng ha. Mấy đứa nhỏ nó có
ba nó về. Cá lì xì. Má nó về. À, cô chú coi sân hà đằng kia kìa. Nó lại bắt hàng với mẹ kìa. Mấy bé chạy lên trời lá thấy có nhiều cái trang trí nè mà. Đồ mua giống vậy, xiên lấy mấy cái bông á, kết từ cái lại. Giống như trên cái quạt này nè. Đây xiên chạy sặc sỡ luôn nha. Dạ, lấy bông về mình trang trí lên cái quạt đó mà. Bữa nay có bông sao mọc cái gì nè ta? Lá nhiều hả mà? Ta thấy mà bông mà cầm lên là thấy nó nặng. Còn bông này nó bị tét mấy bông uổng. Nó dễ tét. Nhưng hai loại cho nó có vàng. Có nhiều màu cho đẹp ha. Năm nay mẹ không làm bánh mà chưng bánh hộp không mẹ? Mẹ mua. Dạ. À, xíu có mua mấy cái hột dưa, hột bí á mẹ. Đó cũng dễ ăn á. Nay chắc người ta bán bánh chắc bị ế quá. Dạ. Kẹo chắc làm tao một ít thôi. Con thấy bông nhiều nhưng mà chắc cũng ít người mua mẹ ơi. Năm nay buôn bán khó khăn. Bánh kẹo cũng dạ. Người ta để trước cúng sau dạ, ăn để cúng ăn chứ mà, không có đại khách nữa. Mà người ta nói là trước cúng sao ăn mà mua về cúng rồi bỏ uổng lắm. Dạ. Người ta ít lại mua ít để cúng chưng bằng thời. Còn hai bó bông này mẹ có cắt ra để chưng luôn không? Cũng. Bông này bông gì nhuyễn nhuyễn vậy ta? Phát tài với bông gì hết hả? Còn bông để cúng đất đai. Phát tài dạ. Để bó sói này nắng giấu dữ vậy ta? Mẹ mua lâu chưa? Mua hồi sáng. Sao giờ nó củ xì thôi bỏ nó đi. Dạ, cái nào héo nó quá bị là... gì kỳ ha. Dạ. Không tưởng luôn á. Hồi sáng mua tươi rối mà. Dạ, có ngâm nước không ạ? Có nè, ít mim nè. Dạ. Sao dở gì ta? Rồi héo rồi bỏ ăn rồi. Sơn Hà ơi, lại ba chó này nè. Chắc người ta bỏ thuốc gì á, mình không có thuốc á. Dạ. Chắc không ngâm thuốc nhanh xuống. Nhưng mà thà vậy nó héo trước chứ để chưng lên nó héo ổn. Thà vậy đi. Trời ơi, xíu hôm nay bán đắt hàng dữ ha. Sơn Hà cũng dành phần nữa hả? Nữa hả? Đồ chơi nữa hả? Bán lời nhiêu Sơn Hà bán chơi không đủ rồi trời. Sáng nó lấy con thú á. Dạ. Mẹ nói con đem cắt đi để vậy mẹ về mẹ đánh chết á, sao con lấy dữ vậy cái đem nó cắt á. Rồi bán một cái quạt giấy thì nó lấy một cái á. Trời ơi. Cảm ơn mẹ chưa? Mấy ngày Tết mấy em có tiền lì xì ha, mua quá trời. Bông nó mắc mà nó bị rớt hết ráo rồi em. Rớt mấy nụ nè. Gửi chị mua đây hả? Trời ơi, uổng quá chừng luôn. Rớt hết mấy bông. Này nó tét hồi nào, củ xì này sao nè. Vậy là bị tét trước mà mình không hay ha. Đừng đó nha. Để gãi một cái nữa, cái uổng lắm à. Còn có mấy bông à? Em lấy kéo em nhấp ra dễ hơn. Kéo mà. Nó cứ xé được anh thấy dễ xé. Mẹ giận cưng đó. Dạ. Rớt bông mẹ xót. Kéo uổng lắm. Uổng gì. Tưởng là gãy có 1 cây, giờ mở ra gãy 3 cây luôn. Năm nay con thấy bông còn quá trời mày. Nãy chạy một lần về chậu nhiều lắm, chậu quá chừng luôn. Ta chỉ mua mấy cái bông để chưng trên bàn thờ thôi, còn bông chậu ít mua. Tại vì bông chậu người ta mua rồi á sư. Dạ. Giống như nhà mình á, mình mua. Thấy giảm giá mà, giảm giá quá trời. Giờ bông lẻ người ta mua để ta cắm bình chứ bông chậu người ta mua rồi. Rồi bây giờ tới chừng nào mình mới mua bông lại mà qua Tết là mùng mấy mà? Mùng 3 hả? Mùng 3 bán lại chưa? Ta mua cái gì? Thì mua cúng ở bàn thờ, cúng này cúng kia. Mẹ có mua mớ bằng đó để cúng mùng 3 nè. Dạ, chợ thì thường khi nào bán lại mà? Mùng 2 mà người ta không có... Không có hàng mới đâu, phải không? Chưa có bán nhiều. Cái lầu cũ còn. Chỉ có hàng tồn phải không? Bán cái đồ mới thì chưa có đem về đâu. Dạ.
Vậy ba cái rau củ quả là cũng hàng cũ luôn. Hàng cũ không đó. Mua cái bó bông này chứ mình bông này đó không thấy là tính trước rồi. Nói ít lắm. Tết thì chân mấy cái bông màu vàng nó sẽ đẹp hơn. Còn nhà thọ nè, mẹ có bông bên kia cũng nhiều, bông cúc thì màu nó không có tươi, không có sáng giống như bông màu vàng. Hả? À, mấy cái này thì mình để mình vô chậu về trưng bày trong nhà thôi. Mấy cái bông này vừa Tết thì nó cũng vừa già mà. Mấy cái bông này nè, nó già rồi nè. Dạ. Sáng hả? Con làm gì đó? Con chơi hả? Dạ chơi mà. Ngoan nghe không? Con chào cô chú nè. Ở đây chào cô chú nè Sơn ạ. Anh hai đâu? Sao không biết? Con đi kiếm anh coi anh ở đâu. À, con không biết. không biết cho lẹ. Hôm qua mẹ đi tắm cái mẹ nói nha, Sơn Hà sao con đóng cửa, mà khi nó đóng cửa nó mở không được, nó khóc rồi làm sao mẹ ra. Cái mẹ nói con mở cửa ra đi đặng cho vui. Cái nó nằm trong nó chờ mẹ tắm, mẹ nói hay là để bà nội, hay là để bà nội mở cửa ra cho con, hay là nội đóng cửa lại cho con. Nó nói dạ thôi. Xíu. Nói chuyện có dạ thưa dữ. Mình mua băng thông lửa nè xíu. Mẹ biểu rút cho băng cái bông đẹp mà, rút cái bông xíu cái ngọn. Thì kêu người ta rút thì người ta phải rút cái dở bán trước. Như vậy là con cấm cho mẹ 3 cây thôi. Yeah, 5 cây hoặc 3 cây mà giờ cây nó xấu rồi. Chừa ra đi. Con cắt 3 cây cấm với anh sao cái đó được rồi. Trời ơi, nó vô nó soạn bánh rồi nội ơi. Đừng có phát. Nó 1, nó đòi 1 thôi mà anh nội. Một cục thôi. À nói nó đưa tay kêu một cục thôi kìa. Không có được. Không có được. Để cúng. Để cúng nè, mẹ cho cái khác. Mẹ cho cái khác. Lấy cái trong kia kìa, lấy trong bịch nè. Ở trong cái bịch đó. Có một cục thôi. Một cục thôi. Trời ơi. Để mẹ cho cái khác. Mẹ cho cái khác. Ơi, một cục thôi. Thôi. Mẹ cho con cái khác nha. Này có cái xin một cục thôi nữa. Cái đó là qua bắt bên má hai đó, kêu xin má hai một cục thôi. Một cục thôi dễ xin đó ha. Ừ. Trời ơi, gãi mấy bông tiết gì đâu. Cái này con ấy sâu lưng á. Cắm sâu lưng. Sâu lưng. Dương quá không dám đụng tới nhiều. Đường qua tiết ngọc hả? No. Để mẹ cho cái khác. Để cho cái khác nha. Để mẹ cho cái khác con. Rồi, không cho nó xé rồi Xuyến ơi. Để mẹ cho con coi chừng nó phá. Để mẹ cho cái khác nè con. Wow. Hôm qua má hai á, nó xin má hai không cho, cái nó nói một cục thôi vậy đó. Mấy cục? Sơn Hà mấy cục? Chua hả? Con gỗ này chua ha. Để mà... Ừ đúng rồi, trái nó chua. Chua chua ngọt hả? Chua ngọt ngọt à. Ăn đi. Nó là sô cô la. Không có được. Nó để cúng. Để mày dọn cúng nha. Ăn cái này đi. Con ăn cái này nè, cái này ngon nè. Nè, con ăn cái này đi. Ăn cái này ngon nè. Ăn đi. Ta ta đó cái đó chua mà. Để mẹ ra ngoài lấy sò hộp sô cô la ngoài kia kìa cho ăn. Đi mẹ lấy cho. À, giờ thì mẹ chân bông trước rồi mới tới dọn trái cây. Sơn Hà vô lục của bà nội nè. Không có quậy nha. Thôi. Đi qua bà Dân chưa đi con? Bà Dân nói gì cho anh á? Bà Dân nói gì bà anh á? Bà Dân kêu bà đó.
Bà Yên được cái là nghe là bà Yên kêu. Đi đi con. Rồi con à, em chuẩn bị cúng lên để nhà. Đưa cái bình bông này Linh sao đi. Màu vàng ở phía trước em. Ủa không nhét điện thoại vô hả mẹ? Không sao. Điện thoại để dành hả? Ở dưới đằng đây. Ở xứ mình ngày xưa á là dạng thọ cũng nhà tự trồng hết, không có đi mua. Ừ, sau này thì mình mới đi mua ha. À, hồi đó ai nhà ai cũng trồng hết trơn. Dạ. Bây giờ thấy trồng xấu quá, thua của người ta xa. Dẹp luôn, không ai trồng hết. Chứ xứ mình hồi đó có trồng. Dạ, dạng thọ với bông đẹp là hai cái nhà thường xuyên. Nhà nào có trồng để Tết mình trưng, tự có nhà mình trưng không? Còn nhà mình trồng nó héo queo, nó nhỏ xíu lùng xỉnh à. Cái trưng của nó hả, củ xì à, nó... Dạ. Nó khô, khô rang. Nó xấu quắc à. Dạ. Tại đất cứ cứng á mẹ, mà nước lại mặn nữa. Nước mình xấu. Nó queo 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 rồi. Nó phèn. Nước lỡ, nó nước của mặn. Mình đi, nó phèn. Rồi mình dọn trên bàn thờ trước ha. Rồi sau đó tới bàn ở dưới. Bàn đất đai hả mẹ? Sáng hè. Con chào cô chú chưa? Nhả ra hả? À. Từ từ nha. Được rồi mà. Tại vì nó bị khuất cái chân đèn rồi nên để cao vậy đi. Mẹ còn bánh trái nữa. Rồi, yeah. Đẹp quá. Nó nở luôn hết. Ít con nhà mẹ mới nhận được. Hồi đó mọi năm á là Tết cái mấy đứa nhỏ nhỏ, lúc đó mình còn nhỏ, cái mẹ giao đứa cái tủ. Anh Bảo, chị Sơn Ca, cái tủ rồi mình cái ghế. Trời ơi, nó quậy quá nội ơi. Không biết nãy giờ hết bao nhiêu kẹo rồi. Ờ, sao con lấy con kẹo chi vậy? Kẹo dán gì vậy? Dán tay. Dán tay con lại nghe, khóa quá nghe. Ba kẹo kìa, đi kêu kìa. Bà kêu kìa. Nói bà Yên nghe nói Sơn Hà quấy phá là bà Yên kêu đi liền à. Đó, bà Yên qua, bà Yên cho gì kìa, nhánh. Quá, bà Yên cho gì kìa. Ơi. Ừ, kêu bà Yên. Bà Yên qua đó ngồi hả? Ba ơi, bà Yên ngồi đây. Bà Yên kêu nó đi mà, nó kêu bà Yên qua đây ngồi đây. Kêu bà Yên ngồi đây. Ba ngồi đâu? Bà Yên ngồi đây. Bà Yên ngồi đây. Bà Yên ngồi đó hả? Rồi. Bưởi, xài. Thu đủ. Mình này không có ngũ quả mà mình chân nó đầy với nó đẹp. Dạ. Ừ. Cái ngũ quả là cái năm món phải không? Thời này năm món cầu dừa đủ xài. Sung đấy chứ. Mỗi năm mình không có chân sung tại vì cái sung không có ăn được. Cái sung mẹ nghe nói nó có cái tên gì khác á. Dạ. Yeah. Vậy là dư vú sữa nhiều quá. Thợ may cũng tổ không có mua vú sữa. Đây mà. Thợ mộc không có. À sữa rồi hả? Thợ mộc không có mua vú sữa. Còn sữa mà làm đầu sữa đầu hả? Sữa sữa. Ràng gì đây hả? Dạ. Bọc vậy. Thật kỳ quá. Kỹ quá hả? Kỹ lắm. Trời ơi vậy hả? Kỹ mấy bóng lửa còn không kỹ đâu bóng lửa. Ừ. Ôi trái này không được rồi, nó chín quá. Chín quá. Xin đi sẽ hả? Chính nội cho con đi. Cho con là ăn đi. Đó. Cảm ơn nội. Cảm ơn nội. Cái này hả? Ăn cái này phải không? Cảm ơn nội. Em lọc cho, mở xuống lọc cho. Cảm ơn nội đi. Ừ. Em lọc cho nè.
Buồn ngủ quá hả? Buồn ngủ hay sao? Cũng mới vậy mà. Này cơ thể nó không khỏe, hầm hầm nên là hay nhũng nhẽo. Nó không khỏe đâu. Yeah. Mà thương lắm, nó vậy là nó quá tốt rồi. Nó rên rên với nó hơi lăn lăn qua lăn lại chứ mình nó không có khóc. Thương. Nó lăn nhiều xây qua xây lại nhiều tư thế lắm, nó mới chịu nằm im. Trang trải hả? Nó khó chịu gì. Nó xây qua xây lại hơi nó mới chịu nằm im. Người ta chứ người ta có gắn quấn bằng keo nữa mà mẹ không quấn. Nhà mình thấy quấn hơi kỳ kỳ á. Xấu kỳ quá. Thấy nó kỳ kỳ á. Tại người ta chất cao quá đó, nó phải cao keo. Keo. Mình chất vừa đầy thôi. Kiếm có khách gì à, mình đi. Mắc cười lắm, buôn bán mà mẹ sợ không có xíu nhà họ, mẹ sợ họ vô họ mua. Mẹ mong cho đừng ai mua hết. Công chuyện thì nhiều, thì sợ họ vô nữa thì cái tôi buôn thêm. Vậy mấy bữa xíu về quê này phải đóng cửa này. Đóng cửa. Kéo vô, kéo hàng hóa vô. Để bà nội bán công cực. Thì không, mẹ đi không có nhà thôi, còn có nhà mẹ mở là bán. Có ghi giá sẵn thì bán được, tại có mấy bữa rắp á. Yeah. Rắp công chuyện á. Mẹ khám miệng hả? Học ăn thêm hay gì? Rồi xíu cái hầm nè. Rồi xíu. Dạ. Rồi bưng lên em. Rồi mày thấy rồi. Móc. Vậy chắc một răng á, nó hay móc móc miệng đó. Chắc vậy. Rồi nó hầm hầm á. Chắc vậy quá. Ừ. Một răng thì nó khó chịu đó. Ừ. Cứ thọt tay vô miệng hoài. Con tưởng đâu nó bị dính cái gì trong răng á, mà kiểm tra không thấy. Nó xé nếu á. Nó mới khó chịu á. Phải rồi. À, với lại nó hay cắn mẹ nó nữa. Nó ngứa răng hay gì đó mẹ. Chắc nó bị xé miếng. Bây giờ con cho mẹ con bưng cái này lên cái đi. Mẹ bưng cái này lên này bà ẩm con nghe. À, nay chiều Sơn Hà hết mức luôn á Sơn Hà. Bỏ tay ra khỏi miệng đi con. Bỏ tay ra. Bắt cái ghế mới được Sơn ơi. Chắc nó ngứa răng nữa. Cái ghế đó đứng được không? Bưng ghế này được không? Dạ Sơn Hà lại ông nội Sơn Hà. Đây lại ông nội nè. Ờ à, thì cấn đổ. Mà chất bánh mứt chi quá trời vừa thôi mẹ. Vừa thôi. Ngày xưa chất đầy nhóc cao quá trời. À, cái này là xiến trang trí cái nước ngọt đây đó hả? Đem mà thờ cúng nhìn cũng đẹp quá ha mẹ, chất cao lên vậy đẹp đẹp nè chứ để dưới chặt chội. Trà bánh dừa thôi em, đừng có nhiều quá sạc. Hồi xưa có mấy con mèo còn khổ nữa, nó nhảy lên nó tuôn là thôi đùng đùng luôn. Cái chân đèn mà gỗ này cũng lâu lắm rồi nè, hồi xưa bị mèo nó nhảy bị nứt. Ờ bị ngã. Dạ. Yeah. Rồi mấy cái này để dưới đây đi. Bánh này để dưới đây. Anh cho
thì mỗi nơi mỗi khác, có nơi thì vừa đủ xài, còn vừa đủ xài, có nơi thì có một cái nải chuối giống như là bàn tay Phật đó. Còn mẹ ở đây thì xưa giờ mẹ cúng một mâm trái cây, một dĩa trái cây theo ý của mẹ ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi, chúc bà con mình năm mới vạn sự như ý nha, sức khỏe và an khang thịnh vượng. Rồi hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha. Trời ơi sao leo lên đó chú ba. Bye bye cô chú xin hà. Đây nè cô chú đây nè. Con bye bye cô chú. Con chúc cô chú đi. Con chúc nhiều sức khỏe. Có hứng lắm, muốn làm gì làm mà. Con chúc nhiều sức khỏe. Thôi kệ nó đi. Kệ 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 hết chứ nghe. Kệ kệ kệ.